Dạ, trước khi đi phóng sanh cho bà Lê Thị Hôn, 77 tuổi, thì con có một câu chuyện là khi mà dịch của bệnh Covid tới Việt Nam mình á, cách đó một tháng, con cùng gia đình có đến Côn Đảo để viếng mộ cô Võ Thị Sáu. Thì mọi người biết đó, cô Sáu á, sau khi mất đi á, được phong anh hùng, thì cô ấy trở thành thần. Mà đó giờ chưa có ai phóng sanh cho cô đó để cô đó thoát khỏi cảnh giới thần. Dạ, mọi người đến với cô Võ Thị Sáu thì mà cũng biết là chủ yếu là để cầu nguyện, để xin. Nói thẳng là xin xỏ đó ạ. Thì cô ấy cứ bị mắc kẹt trong cảnh giới thần hoài mà chưa đủ phước báo để sanh thiên đến những thế giới tốt đẹp hơn. Nên hôm nay nhân cái dịp này, con sẽ đi phóng sanh hồi hướng cho cô Võ Thị Sáu luôn ạ. Thì khi mà đến đó thì con cũng có một câu chuyện là con cũng có cầu nguyện là giúp cho con đạt được những cái mong ước giải cứu thiên nhiên động vật thành công. Thì rái cá đã đến với con. Đây là rái cá Ti Ti, đã trải qua 3 kiếp luân hồi để trở về với con. 2 kiếp trước thì bị con người làm hại. Và đây, chó Honey. Chó Honey đâu rồi? Cũng đã trải qua 3 kiếp luân hồi để tìm về con, cũng bị con người giết hại làm thịt. Dạ. Nó có câu chuyện hết trơn. Nên bây giờ con phóng sanh cho bà Lê Thị Hôn và phóng sanh luôn cho cả cô Võ Thị Sáu. Dạ. Mong là cô sẽ có được đủ phước báo để thoát khỏi cảnh giới thần nha. Dạ. Giống như là cha. Oh man. Đi hả con, chuẩn bị sẵn sàng bơi cũng khá xa đó nha. Dạ. Gia đình con đến Côn Đảo chơi á, thì thấy cảnh người ta giết hại cá biển mà những loài cá quý hiếm ở các rạn san hô để ăn thịt rất là nhiều. Họ đến đó cúng cô Võ Thị Sáu, nhưng mà họ chỉ toàn là mua giấy cúng rồi nhang đèn các kiểu, rất là tốn kém, có thể lên đến 5-7 triệu đồng luôn. Nhưng mà với số tiền đó có thể phóng sanh giải cứu được rất nhiều cá biển đang gặp nạn ở các nhà hàng ở Côn Đảo, nhưng không ai làm. Con cũng không đủ khả năng để làm, cá biển ở đó mắc tiền quá. Mấy con cá vẹt đó, toàn là cá quý hiếm không. Thì bây giờ con sẽ phóng sanh những cái loài là thức ăn của những con cá đó trong khu rừng đước này. Dạ, bây giờ mình sẽ đi tìm mấy cái anh mà đăng lú ở dưới sông á, để giải cứu tôm, tép, cua, bạch tuộc, là những cái thức ăn của những con cá biển quý hiếm đó ạ. Rồi, lên đường nào. Mình sẽ giải cứu cái chuỗi thức ăn đầu tiên, những cái con có vai trò nhỏ nhất trong tự nhiên, chính là nguồn thực phẩm quan trọng của những con giữ vai trò chính trong tự nhiên. Ok, mọi người hiểu ha. Lên đường thôi.